Ok, chào mừng cô chú bác, anh chị em đã quay trở lại với kênh Hưng Xe Điện, một kênh chuyên dành cho người tiêu dùng xe điện tại Việt Nam. Và mình là Khánh Hưng, mình đến từ group Facebook Người dùng xe điện Việt Nam và cũng là một trong những người đồng sáng lập Prolab, trung tâm nâng cấp, sửa chữa và nghiên cứu xe điện chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay trong cái video clip này, Hưng sẽ hướng dẫn cho cô chú bác, anh chị em cách đăng ký và sử dụng cái app VinFast e-scooter, là một cái app dùng để kích hoạt cái chức năng trạm sạc tại các trạm sạc của VinFast. Nội dung hôm nay sẽ rất là hàn lâm và khoa học, và có thể hơi nhàm chán với một số bạn không thích nghe những cái lý thuyết nhiều nha, nhưng mà cũng khá thú vị với lại những cái người mà muốn tìm hiểu cách kích hoạt tài khoản và cách sử dụng trạm sạc VinFast một cách đúng. Alright, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hưng Xe Điện nha, chúng mình tiếp tục thôi. Travis, start system. Open the mask. Close the mask. Shut down system. Đây là một cái món đồ chơi mà rất là nhiều bạn trẻ ưa thích ha. Đây là cái mặt nạ Iron Man Mark, mắt gì đó mình không nhớ nữa, mà khá là khó đặt mua ha, đặt mua phải chờ rất là lâu. Và đây là món đồ chơi mà tất cả cô chú bác anh chị em đều được rờ và test thử nó như một cái nón bảo hiểm ha, khi đến với Prolab ha. Ok, mình hơi lạc đề chút xíu, cái này gọi là khoe nè các bạn. Thật sự rất là muốn khoe món đồ chơi này khi nó về đến Prolab ha. Và mình mua cái món này là để cho các anh em ở Prolab có thể trải nghiệm những cái đồ công nghệ xịn, và cho quý khách hàng của Prolab đến Prolab có thể trải nghiệm được những cái món đồ công nghệ mà chỉ thấy trên internet thôi, rất là khó để thường rất là ít người muốn mua lắm các bạn, tại vì nó đắt tiền ha. Ok, và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ lấy cái điện thoại để hướng dẫn cho cô chú bác anh chị em xem cái cách để mà mình đăng ký cái app mới của VinFast. Mình có thể tải trên CH Play hoặc là App Store, thì nó gọi là VinFast e-scooter. Mình sẽ đánh cái chữ lên cái màn hình cho mọi người coi ha. Thì các bạn sẽ có 3 trường hợp tải cái app này về, sẽ có 3 trường hợp các bạn sẽ gặp phải. Là thứ nhất là đó là trường hợp là cái người chưa mua xe của VinFast vẫn có thể tải app này và vẫn có thể đăng ký tài khoản ha. Đó, cái người chưa mua xe ha. Thứ hai là người đã mua xe của VinFast. Javid này nó nghe mình nói ông nội ơi. Ok, thứ hai là người đã mua xe của VinFast, không phải là xe thông minh ha, không phải là xe xài pin và có eSIM. Đó là trường hợp thứ hai. Và cái trường hợp thứ ba là người đã mua xe của VinFast và nó thuộc dòng xe thông minh có eSIM để quản lý ha. Rồi, đó các bạn nhớ cho mình 3 trường hợp ha. Cái người thứ nhất không phải mua xe VinFast, cái người thứ hai là mua xe VinFast nhưng mà không có eSIM quản lý, cái người thứ ba là mua xe VinFast có eSIM quản lý. Đó, thì cái trường hợp người thứ nhất thì các bạn có thể đăng ký cái app VinFast e-scooter và đăng nhập vào luôn được luôn các bạn. Và các bạn có thể xem, nói chung là nhiều chức năng lắm. Đó, các bạn có thể xem nhiều chức năng ở đây nè. Đó, chức năng đại xíu nha, để mình chuyển cái camera lại. Cái camera như thế này là tào lao rồi. Ok, chuyển clip. Ok, để mình chuyển clip cho các bạn xem nha. Đây, đây là cái ví dụ như đây là cái người mà là chưa có mua xe VinFast luôn vẫn đăng ký vào được. Nhưng mà có một cái đặc điểm là các bạn không thể coi được cái này ha, không thể có số khung số sườn để vô đây để coi chiếc xe như thế nào, định vị lịch sử xe là không có xài được cái ô cái chiếc xe này nha. Thứ hai là các bạn không xài được cái ô thanh toán các bạn nha, không thể nào mà đăng ký sạc pin, thuê pin gì hết, cái ô thanh toán này các bạn không nhấp vô được luôn ha, thêm phương thức thanh toán các bạn cũng không làm được luôn. Chào em. Anh Minh đi rồi em, anh Minh đi rồi, anh Cường đi luôn rồi, em nên gọi hẹn trước để hai anh có ở đây ha. Anh Khang á, em gửi tiền cho anh Khang đi. Ok, Rồi, ok, các bạn không thể nào sử dụng được hai chức năng là chiếc xe và cái thanh toán ha. Rồi, nhưng mà chức năng này các bạn sử dụng được nè, qua chỗ cái nút dịch vụ các bạn có thể sử dụng được, coi tài khoản của mình được ha. Coi tài khoản được, đổi ngôn ngữ, rồi nói chung mấy cái kia xài được. Thông báo thì chắc nó không có thông báo gì đâu, tại vì các bạn không sử dụng được chức năng đó. Còn xe mình smart, cái xe mình thông minh nè đó, nó có cảnh báo sạc này nọ các kiểu ha, có chống trộm rồi ai trộm gì nó báo hết, nó báo liên tục, báo nhiều lắm các bạn ơi. Còn xe mà không thông minh là không phải không có sử dụng xe của VinFast luôn nha. Rồi nó không báo gì cả, không được sử dụng chức năng này, không được sử dụng thanh toán, không được sử dụng thông báo, chỉ được coi tài khoản, đổi cái hình cho nó đẹp, rồi coi chạm đổi pin, chạm sạc, đại lý ở đâu coi được nha. Nhưng mà ba chức năng ở trên này nè không sử dụng được nè đó, các bạn thấy không ạ? QR code, lịch sử sạc, thuê pin các bạn không sử dụng được. Nói chung là cái người mà ngoại đạo không có mua xe VinFast á, là chỉ sử dụng được 1, 2, 3 món này thôi đó. Vẫn tìm được chạm sạc, chạm đổi pin và đại lý của VinFast ha. Rồi ok, đó là cái người mà không có xe VinFast. Vậy thì tiếp theo cái người có xe VinFast sẽ là như thế nào? Và đó là cái trường hợp là cái người mà không có xe của VinFast vẫn đăng ký app được, vẫn sử dụng được một số chức năng ở trong app ha. Vậy thì cái người có xe của VinFast nhưng không có eSIM thông minh, ví dụ luôn ha, ví dụ như chiếc Clara A2 đời mới, Clara A2 đời cũ, cái gì nữa chàng, Felix, đúng rồi, xe Felix. Đó là những cái dòng xe, những dòng xe trả quy các bạn là không có eSIM ha. Nhưng các bạn nên nhớ nha, khi các bạn mua những cái dòng xe này các bạn vẫn sử dụng được chức năng sạc. Thế nên để sử dụng được chức năng sạc thì các bạn lưu ý giúp mình nha, khi mua xe hãy đăng ký số điện thoại của cái người sử dụng chiếc xe nha, để VinFast sẽ gửi tin nhắn về cho cái người đó. Rồi khi các bạn đăng ký vô app á, thì chính cái số điện thoại đang sử dụng mà để đăng ký với VinFast mới có quyền mở cái cọc sạc lên nha, để VinFast xác định là chiếc xe đó đang được mua bởi đúng chủ nhân. Nên các bạn hãy lưu ý ha, kể cả các bạn mua Felix không có chức năng định vị xe thông minh, tắt xe từ xa hay là gì đó, thì các bạn vẫn phải đăng ký đúng cái số điện thoại của cái người chủ xài, cầm cái điện thoại mà chạy chiếc xe đó, thì cái người chủ đó mới vô cái cây sạc của VinFast mới bật được nha các bạn. Còn nếu mà các bạn bạn mua dùm xe cho mình mà bạn của bạn đăng ký luôn cái số điện thoại của bạn luôn là đòi đó ăn cám luôn. Cái số điện thoại của bạn sẽ như một người ngoại đạo, không có kích hoạt được cái chạm sạc đó các bạn. Đó là điều thực sự, và đây là trường hợp thứ hai mình sẽ nói. Ok, thì đối với trường hợp thứ hai thì bạn sẽ đăng nhập bằng cái số điện thoại mà bạn đã đăng ký với lại VinFast, thì khi đó bạn sẽ không sử dụng được chức năng này nha. Cái chức năng xe tìm xe này vẫn không sử dụng được, tại vì chiếc xe nó không có eSIM. Chỉ có chiếc xe nào có eSIM thông minh mới sử dụng được chức năng giữa này. Tiếp theo là chức năng thanh toán này. Chức năng này bạn tôi vừa bấm lộn các bạn ơi, nó đi tùm lum luôn, đi xa lắm luôn. Ok, lại nha, các bạn không sử dụng được chức năng này nhưng các bạn sử dụng được chức năng thanh toán nha. Và các bạn có thể thêm phương thức thanh toán vào luôn nha các bạn. Đó là trường hợp những cái số điện thoại nào đăng ký trên hệ thống của VinFast rồi thì mới được nha, thêm phương thức thanh toán. Đó, các bạn thêm thẻ vô một cái là các bạn có quyền được sạc pin luôn. Thì các bạn bấm qua đây ha, các bạn có được quyền quét QR code. Cái quyền quét QR code chính là cái quyền được mở cổng sạc, sạc pin ha. Rồi ok, đó là các bạn bấm vô quét QR code cái. Khi thêm thẻ nha, xong các bạn quét xong. Nó sẽ hỏi các bạn cái trạm nào, mở cọc số mấy, rồi đó các bạn sạc xong là nó sẽ có tính tiền ở trên màn hình cho các bạn ha. Ok, và đó là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai sẽ không có nhận được thông báo luôn nha, không có coi được chiếc xe này luôn. Rồi ok, mình sẽ nói cho các bạn một bí mật. Bí mật đó chính là nói nhỏ thôi nha, không cho VinFast nghe nha, up lên YouTube thôi nhưng mà đừng cho VinFast nghe. Bí mật đó chính là các bạn có thể bật được trạm sạc, nhờ bạn của các bạn bật được trạm sạc, không cần app, không cần gì cả các bạn. Chỉ cần các bạn chụp cái màn hình QR code chụp cái mã QR code trên cái cọc, bất kỳ cái cọc sạc nào mà các bạn tính gắm á, chuyển qua cho Zalo của bạn của các bạn á, để cho đại xíu nha, mình ngừng xíu có chuyện. Mình xin nói tiếp nha. Nãy có công chuyện chút xíu thôi. Thì bạn có thể nhờ bạn của bạn, bạn chụp cái mã QR code của cái cột đó và bạn nhờ bạn của bạn để bật cái cột đó lên. Và nó có một cái điều như thế này là ai là người bật thì người đó là người trả tiền sạc ha. Có nghĩa là bạn của bạn bật cho bạn thì tất nhiên là đồng nghĩa với việc các bạn share tiền sạc rồi. Có cái tiền sạc đó mình thấy nó cũng không nhiều á, nguyên cái cục sạc độ của khách mình ha, sạc độ ở cục pin độ vào sạc này nọ đồ các kiểu thì mình thấy nó khoảng mấy ngàn các bạn, không bao giờ nó tới được 10.000 luôn, chưa bao giờ thấy sạc 10.000 luôn nha, cục pin độ nha. Thì đó, khách mình có chụp màn hình gửi lại cho mình coi, mình để cho các bạn coi nè. Đó là cục sạc độ 7Ah và cục pin độ cũng 50Ah các bạn, nhưng mà tới 22S lận nha, mấy AH 22S đó. Thì các bạn có thể thấy là cái tiền điện khá rẻ luôn các bạn, rất là rẻ, không có xi nhê gì hết đó. Thực sự so với tiền xăng thì nó quá là kinh tế luôn các bạn. Rồi ok, đó là lý do tại sao nhiều người bây giờ, quá nhiều người mua xe điện luôn các bạn ơi. Tiếp theo thôi mình không lạc đề nữa, mình sẽ nói cái trường hợp thứ ba, đó là trường hợp VIP, siêu cấp VIP Pro nhất, đó là trường hợp có eSIM 3G ha. Alright. Và mình xin nói về cái trường hợp thứ ba, đó là cái trường hợp là có eSIM ha. Thì cái trường hợp này rất là đã luôn. Nói chung là bạn có thể thôi để mình quay cái camera lại cho các bạn xem ha. Và trường hợp thứ ba chính là trường hợp của mình đó các bạn. Đây nè. Các bạn có thể vào xem dung lượng pin ở xe mình không có ở kế bên nha. Rồi bật tắt chế độ Eco Sport, rồi bật báo động chống trộm này nọ các kiểu nhiều lắm. Bấm nãy giờ mình bấm ở công nhà, vợ mình chửi mình nữa. Thôi, không có bấm. Nói chung vợ mình cũng hiền lắm nhưng mà thôi mình không bấm, mình quậy tại xe đang để với bảo vệ các bạn. Ha, đó, bấm xem lịch sử đi đâu, định vị xe, chẩn đoán bệnh này nọ, coi chẩn đoán bệnh nè. Đó. Chẩn đoán này, coi khỏe không? Thế mẹ. Thôi. Ôi, kỳ vậy. Thôi coi như là nó không chẩn đoán được đi. Ở gần xe đây hay gì đó bấm được các bạn ha. Rồi coi được thông báo nè ha. Đó, coi được thông báo quá trình sạc pin sao, kết thúc sạc pin ngày nào là báo hết luôn. Ha, rồi cái tài khoản này thì không nói rồi, làm được rồi, bình thường. Thanh toán coi được luôn ha. Mình sạc pin, hóa đơn gì vậy chàng. Đó, chưa thanh toán, đã thanh toán nè, coi được hết luôn các bạn. Ha, đó, coi tùm lum hết á. Rồi sạc pin nè, hóa đơn sạc pin. What? Sao không thấy gì vậy? Không có dữ liệu vậy luôn. Nó chưa cập nhật đó các bạn. Chứ mình thấy VinFast chuyên nghiệp trong vụ thu tiền là lắm các bạn ơi, không có sót được cái gì đâu. Ok, và mình sẽ sử dụng được giống như là cái người đăng ký QR code ha. Đó, đăng ký QR code, lịch sử sạc. Đây, tự coi có lịch sử không. Có nè. Nè tiền nè các bạn, tiền mình tốn nè. Thấy chưa? Ngày nào sạc bao nhiêu tiền là ghi hết luôn các bạn. Đó, đỉnh không? Thấy không? Rồi VinFast ví dụ là đó, tiền thay pin nè. Vento, thay pin Vento và các dòng xe khác đó, tiền thay pin của mình nè, mình trả một lần 6 tháng luôn các bạn. Thấy chưa? Đỉnh chưa? Một mã khách hàng nó sẽ quản lý nhiều cục pin mình thuê ha. Đó. Quá đỉnh, quét QR code rồi nó không chậm đổi pin thì nó giống những cái dòng xe khác thì mình không nói rồi ha các bạn ha. Đó là cái tính năng đỉnh cao của cái việc mà các bạn có eSIM ha, những cái dòng xe thông minh của VinFast mà các khách hàng sẽ được hưởng ha. Ok, mình sẽ nói một chút về cái lưu ý khi mua những cái dòng xe eSIM nha. Và video sắp kết thúc sớm thôi các bạn, và mình sẽ nói sơ về cái việc lưu ý khi mua những cái dòng xe eSIM. Nó có hai trường hợp các bạn. Trường hợp thứ nhất á, là các bạn mua những cái dòng xe có eSIM mà các bạn thuê pin. Nếu mà các bạn thuê pin á, thì chẳng có gì để nói, tại vì nó sẽ tự kích hoạt miễn phí cái chức năng định vị, tất cả các chức năng eSIM 3G cho các bạn luôn, miễn phí nha, nhớ nha, thuê pin sẽ được miễn phí định vị tất cả luôn, tại vì tất nhiên rồi VinFast sợ bạn trốn á, lụm hai cục pin trốn luôn á. Nên phải định vị các bạn sẵn luôn, định vị miễn phí luôn các bạn ha, định vị bất kỳ lúc nào các bạn cũng không thể nào mà thoát khỏi ha. Ok, và cái trường hợp thứ hai dành cho những cái người mà xài Clara S hoặc là Theon nha, còn Vento thì không có. Clara S và Theon thì có hai lựa chọn là mua pin và thuê pin. Thì cái thuê pin thì nãy mình không nói rồi, định vị miễn phí ha. Còn mua pin thì sao? Mua pin thì các bạn phải đăng ký với lại cái cửa hàng, nhớ nha, những người không đăng ký sẽ không có nha. Đăng ký với cửa hàng cái số điện thoại đúng mà bạn đang xài, và bạn đăng ký với cửa hàng một cái gói eSIM 150 mấy ngàn, mình không nhớ, 156 ngàn, mình không nhớ, các bạn hỏi cửa hàng giúp mình nha, đừng có bắt mình cái số này nha, mình thật sự nhớ cái số rất là kém. 150 mấy ngàn thì các bạn phải đăng ký nha, một năm 150 mấy ngàn thì các bạn sẽ được kích hoạt chức năng này trong trường hợp bạn mua pin nha. Rồi ok, đó là đối với xe Theon và xe Clara S. Còn đối với xe mà Vento thì các bạn bắt buộc phải thuê pin luôn các bạn. 350.000 một tháng đi không giới hạn km, và 199.000 một tháng giới hạn 500 km ha. Đó thì Vento thì tự kích hoạt luôn, khỏi cần các bạn phải đăng ký ha. Và đó là những cái lưu ý nhỏ khi các bạn sử dụng trạm sạc. Còn cái việc kích hoạt trạm sạc như thế nào, mình đã có một video clip nói rõ ràng về cái trường hợp này rồi. Ok, và video clip hướng dẫn sử dụng tài khoản để kích hoạt trạm sạc của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn cô chú bác anh chị em đã theo dõi video đến giờ phút này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú bác anh chị em trong những video tiếp theo. Nếu thấy video hay thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh Hưng Xe Điện và hãy like chia sẻ nó với những cái người nào mà cần cái kiến thức này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú bác anh chị em trong những video tiếp theo nha.